Thân mời nhà mình giao lưu cây kế tiếp có mã số là 50. Cây này là một cây vít rừng tàn thiên nhiên. Tổng hồn của cây là 47, cao 88. Mã số 50 là một cây vít rừng tàn thiên nhiên. Cây này đã tỉa gai và lọc lá rồi nha. Nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho nhà vườn luôn. Mã số 50 là một cây vít rừng tàn thiên nhiên. Tổng hồn của cây là 47, cao 88. Nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.